đèn trình hôm nay cũng đông nhỉ, tầm này người ta đi lễ nhiều, hai ngày cuối nghỉ nốt mà. Vâng. Trình nó gần đường, mấy ai là giao thông tỉnh Quảng Ninh bố trí cũng đẹp, đi lại nó thuận tiện. Hôm đợt này không biết có tắc đường vào không, năm ngoái mình đi là đường vào là tắc ấy nhỉ, cái lối vào, lối vào đoạn cua cua vào có đoạn cua đó. Xe tai nạn như là nó tắc đường. Hôm nay mùng 5 là mùng 7, mùng 8 người ta đi làm nên hôm nay đi chơi nhiều. Mùng 7 người ta làm rồi, nghỉ đến ngày mai. Hôm nay là ngày đi chơi chính. Mùng 4, mùng 5, mùng 6 cũng có nơi thì mùng 7 bắt đầu người ta đi làm, cơ quan thì người ta mới đi chơi. Vâng. Vọng đi không tắt được nhanh. Vâng, có mặt điểm danh không đi chơi, đi lễ. Bởi vì có những hôm mà nó đông quá chả có gì ăn, mà ăn nó không ấy thì người ta vừa ý. Như là năm trước em đi công ty thì là mình mang lễ, mang gà, mang xôi đi, xong mình mang một số đồ hoa quả mình lên, xong mình lên đấy mình cũng lên điện tử này mình gọi mà món măng trúc xào thịt bò ăn ngon lắm, măng trúc luộc hoặc là ăn măng trúc chấm muối vừng gì ăn ngon lắm, ở chỗ Hoa Viên ấy. Có cái quán đấy, xong mình làm lễ xong thì mình mang ăn thêm đồ ăn của mình thì cho người ta bán hàng có ít lòng người ta cũng có ít. Đa số mình thì có thói quen là mang lễ đi ở nhà đi. Ở trên này nó bán măng trúc đấy công nhận ngon thật, ngay trên núi nó cũng bán. Âm u kia mà chắc giờ nó chưa nắng nhưng mà nhiều khả năng là cũng ướt ướt đấy, chắc là sẽ ướt đấy. Trên đỉnh núi kia thấy âm u kia mà mây mà. Nếu mà đông quá thì chị không leo à? Em chưa biết nữa. Nếu mà trường hợp mà đi đến cái đoạn mà nó tắc quá thì mình sẽ đổi hướng về Ngọa Vân. Thế em tính như vậy. Ngọa Vân thì chắc là vắng. Ngọa Vân thì để về cái chỗ mà mình ăn bún. Thế ạ? Vâng. Nó ở đâu thế? Đầu đông chiều mà. Vâng. Đây là Uông Bí. Năm nay không lên Ba Vàng đúng không? Nếu mà về Ngọa Vân, tắc đường về Ngọa Vân thì đơn giản. Hai chị em đi thì về Ngọa Vân thì nó đơn giản hơn nhiều. Còn lên Yên Tử thì nó mất rồi. Chắc phải mất 3 tiếng nhỉ. Đấy, đấy là tính, thì em chỉ tính là đi Yên Tử thôi. Còn trường hợp nếu mà về cái khu mà Yên Tử mà nó tắc đường quá, nó đông quá mà không đi thì sẽ đổi hướng. Thôi cứ lên chị ạ, tắc cũng lên cả. Đông quá thì cũng không thích nhưng mà đông nó vui, nó có không khí.
chùa mà cứ vắng vắng là đi không thích nữa. Sợ nhất là tắc ở trên cáp rồi không có chỗ đi vệ sinh, không chỗ ăn, không chỗ uống. Mới sợ. Sát như còn ngủ nhỉ. Điện tử như thu phí, không biết năm nay nó có thu cho thu phí ra. Trước là thu phí 40.000 cái gì. Thắng cảnh à, đang làm thắng cảnh. Không thu đâu vẫn. Em mang giày nếu mà đi thì đi, mấy hai chị em mình đi cũng không. Ok, vậy leo à? Thôi, tiêu chuyện bạn nghe đài vậy. Chị đi mình không yên tâm lắm. Chẳng vấn đề gì đâu. Đi, em đi quen rồi bởi vì thực ra là em đi là đi lễ mà. Vâng, em biết rồi. Em mang giày rồi. Đi thì hai chị em đi. Mấy năm rồi không leo thử cái. Leo chỗ hoa viên là dốc ngược này nhỉ. Em chỉ sợ anh không leo được thôi. Leo được, leo đơn giản mà. Đường giờ ngon quá này, làm to. Đợt đi cái gì à? Tam Tổ đường đã ngon này, đã làm rồi. Hồi đấy là đường đã đẹp như này rồi mà anh đấy là còn đang sửa. Đang sửa một làn. Nhưng mà làn này đi thích này, nó to mà nó lưu lượng xe lớn, nó đi yên tâm. Phớt hồng nhìn đẹp phết, phớt hồng và phớt lâu lâu ấy, nhìn đẹp à, đúng kiểu đi lễ. Bộ quần áo chua hả? Mấy người thì mặc quần áo với những quần áo ngủ ấy, quần thì mỏng ten thì bó sát kiểu đi chơi. Anh không thấy em mặc quần dần gì à, sáng sớm mẹ em cũng đang thử ôm lên ấy, lúc mà anh chưa đến ấy. Thực ra thì nó cũng hơi khó nhưng mà mình không mặc nó phản cảm cũng là được. Còn tại vì mình tính... leo núi nó ướt ấy, thì mình mặc cái đồ nó gọi là đi phượt ngoài trời. Em tính là em leo cái này đi suối Giải Oan nữa, thoải mái. Suối tắm đúng suối Giải Oan đây hả? Chị chưa bao giờ vào suối Giải Oan nữa. Chưa bao giờ. Đợt mà em đọc trên mạng có mấy người khách du lịch nhập đá ở suối Giải Oan về thế là bị đòi đấy. Nằm mơ chém gió. Trên mạng thấy bảo thế. Trên mạng thì nghiền hay nó trêu dệt. Xong rồi phải mang đá trả về suối đấy. Đấy bảo là thì mình không nhặt thì chẳng sao. Cái suối Giải Oan này ngày xưa là cái thời mà ngày xưa là có 12 hay bao nhiêu cô gái gọi là chân rất nhiều chứ không rất. Đây là cung tần mỹ nữ của vua là lúc ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông ông đi tu rồi, nhưng mà kiểu như là nếu như ông đi tu trên này thì không ai dùng cái cung tần mỹ nữ ấy của vua nữa. Nên là những cái cô này lên là yêu cầu kiểu như là lăn nỉ Phật Hoàng quay trở lại, nhưng ông bảo là không quay lại nữa. Nên là mấy cô này thì như là tự tử hay như nào ấy, chết ở cái suối này suối thì sau đó ông ấy kiểu làm bảo là chết như vậy oan uổng, làm cái suối gọi suối Giải Oan ấy. Em chỉ nghe cái tích nó như vậy. Đấy, tức là vợ vua hoặc là mỹ cung tần mỹ nữ của vua thì chỉ theo vua chết thì là sống mà chết thì là theo vua, để sống phải theo vua. Nên là thì mấy đi tu thì người ta đã xuất giá đi tu rồi thì là người ta không màng cái chuyện phàm tục nữa, là mấy cô lên lăng lỉ anh nhà đấy thì cũng thì là kiểu như tự tử hay như nào chết ấy. Nó gọi suối Giải Oan thì vua chắc là thấy thế chết oan uổng. Người ta gọi suối Giải Oan là người đời người ta lập cái suối gọi suối Giải Oan này đấy, gọi là cung tần mình đến những người hầu hạ của vua đi theo vua. Còn
miếng việc nhặt mấy viên đá đấy, em này không tin đâu. Trên mạng thì nó hay thêu dệt nên nếu mà mình không nói như vậy thì cái người xem người ta không hút, mà nó không có tích thì nói chung là nó không hay nên người ta không tin, nên là bao giờ thêm nó phải thêm mắm thêm muối vào thì nó mới hay. Chị không thấy nhiều cái video lá vôi nó bỏ chữa với ung thư bách bệnh thì người ta mới xem cái gì ung thư chữa tất cả các loại bệnh bách bệnh. Nói. Cái lá vôi nó có cái thành phần nào đó kể cả có nhưng mà không có tác dụng như vậy, nhưng mà cái tiêu đề người ta hay đặt lên như vậy để nó hút người xem. Thì cái suối giải oan mà những cái gì mà nó gọi là tâm linh nhiều khi nó cứ huyền bí thì người ta lại càng thích xem, người ta thích ống. Còn nói chỉ ở đây là cái suối giải oan nói theo kiểu đọc chuyện sử thì người ta lại không thích xem ấy. Ở quanh cái chỗ khu này nó rất là nhiều cái chùa đấy. Đây này, chùa thực có rất nhiều, mình xem cái tờ hướng dẫn ấy nhỉ, nó có nhiều chùa vào nhưng mình chưa bao giờ vào hết được. Để chỉ, nếu mà đi muốn đi hết thì phải vào những cái hôm ngày thường chứ ngày này thì đi cũng đâu. Như người ta đi gọi là vừa đi vừa nghiên cứu ấy, thì là vừa đi vãn cảnh, nhưng mà phải đi, nếu thế mình đầu tư mất một ngày hoặc hai ngày ở đây mới đi hết. Nghỉ ở đây là đi gọi là thậm chí là leo bộ lên ấy thì phải chắc phải đầu tư một ngày. Ở đây còn có đường lên trên kia chỗ này nó không phải leo dốc mà nữa, người ta đi xuống dưới luôn, tức là đầm đường hai chiều, chỗ dốc mới nguy hiểm lắm. Để nó đông ấy thì nó người ta một đường xuôi một chắc là xuống đằng kia lên đằng này, dốc một cả dốc này tập lái thì thôi rồi luôn. Nhặt mấy viên đá về xong bị ma nhập, mấy cả người này đòi cái đòi gì đâu đấy, nhiều chuyện đó. Cũng như suối cá thần ấy, có người thì bảo là ăn cá đấy chết. Ở trên Hòa Bình hay Sơn La thì người ta nuôi người ta ăn có sao đâu, nhưng mà cái câu chuyện nó làm cho người ta nó sẽ mang tính chất đấy là một cái thích để những người mà đến cứ lấy đồ ở đây về là không tốt, nó là cái giáo dục thôi. Ai cũng lấy như vậy thì hết đá là một, thứ hai nữa là di tích của người ta mới vẽ bậy, mới cả chặt cây, mới cả mang đá lại rồi hết. Đấy là một cách giáo dục rất là tốt, mang tính chất tâm linh vào nữa. Thì người ta bảo là lấy của chùa thì sau về thì phải trả gấp 100.000 lần rồi. Đấy cũng là một cái cách giáo dục mà cũng không nên lấy vậy. Xét cho cùng nó là một cách truyền lan truyền nhanh và thứ hai nữa là làm cho người ta có ý thức hơn. Đường mỏng vẹo chứ, nhiều vẫn chưa, cái độ cua của nó chưa bằng Tây Thiên anh nhỉ. Tây Thiên thì nó chỉ có một đoạn thôi. Em thấy cái đường Tây Thiên nó bé, đi nó khoai. Nhưng một mình đi thì không sợ, nhưng mà nó phải như hôm chị em mình đi Ba Vàng ấy, đường nó đẹp như thế nhưng mà nó sát nhau, thế đi đè ba liên tục, máy nó còn cháy máy, nhiều xe máy còn chết máy, không đi được, cháy máy chứ không phải chết máy. Xe của em nó còn doa côn nhiều quá nên nó còn lóng máy, nó không đi được, báo lỗi động cơ ngay đi. Đấy là do cái là nó tắc đường ấy. Thế nhưng mà đi để đường Tây Thiên đấy đi một mình thì không sợ, nhưng mà nó cứ tắc như vậy thì mới sợ. Tiền thì có điều kiện dù đi xuyên Việt phát thì có đội đi khoảng 5 người đó, 4-5 người đi xuyên Việt. Anh bạn bè anh ấy phải lên kế hoạch trước đi. Dù như chúng nó làm nhà nước thì khó. Mà đi xuyên Việt đắt thì ít hay phải một tuần? Đi ô tô. Đi ô tô lại không? Đi xuyên Việt phải đi ô tô. Đi ô tô mới thích, quả lo đi xe máy. Okay. Đi ô tô bằng ngày nào cũng 1-5 triệu một người. Đi bảy chỗ đi 5 người đi mệt đâu, nghỉ đấy, đi gọi đi vạn cảnh, đi ngắm các cái địa điểm đẹp ở Việt Nam thì đi cũng đơn giản. Em nghĩ nó phải lai dai, phải có thời gian dài, tài chính mạnh và phải đi
tài chính thì thực ra là cũng cũng vừa vừa thôi, bởi vì có một con ô tô thì xăng dầu thì hết khoảng độ cứ cho hết chục triệu đi, còn đâu ăn ngủ nghỉ mình ăn không đắt tiền thì cũng bình thường thôi mà, thì quan trọng là có đi được không, kiểu như thời gian dài mỗi người 10 triệu là chắc là thoải mái nhỉ, 10 đến 15 triệu không, chắc phải cầm 20, anh cũng phải cầm người cách phải 20 không biết tiền chi ra nó khoảng tầm đấy đúng không, khoảng 20 mà ok một tiền xăng chắc phải mất tiền xăng với tiền vé mất khoảng một cái đoàn đấy chắc phải mất tầm chục triệu, hơn chục triệu vé xăng dầu, còn tiền ăn với tiền ngủ thì ăn thì không tính được, nhưng còn tiền ngủ nghỉ thì ngủ nhà nghỉ ở khách sạn 3 sao thì nó cũng rẻ. Anh ơi xe đông thì chắc bắt được. Không vượt. Cấm vượt. Đấy, người họ phân làn tốt như vậy thì nó không mở tăng. Năm trước ấy là họ chỉ vào trong kia họ phân làn thôi, đây năm nay họ có xe mô tô đi phân làn. Không, như họ đi phân làn như này không không ấy được, cảnh sát họ đi phân làn từ xa này. Họ có kinh nghiệm nào rồi thì nó đỡ. Thực ra cũng làm thế cũng đúng rồi, vì cái yên tử nó tháng riêng này nó cái lượng người nó đi nó đông như thế mà không phân làn làm cho lưu lượng nó chậm. Bây giờ chỉ có một ông vượt trái ở đây là đây chỗ này, bản thân chỗ này là không có vượt nhưng mà em học lái là chỗ này là được vượt này. Yeah. Như công an này nó đứng từ đầu kia nhắc này, cấm không vượt này, bố nào dám vượt. Họ vượt cái nó lên nó bắt là nhắc vào ngay đấy. Vạch vạch đứt này là vượt thoải mái này. Yeah. Vạch đứt này được vượt mà. Nhưng mà đây có người thì lệnh hiệu lệnh cuối cùng là của người thì người điều khiển giao thông mà. Người điều khiển là quan trọng nhất, thì bây giờ có ông điều khiển kia thì đấy vạch vạch nó chỉ cái chỗ nếu mà đường vắng nó chỉ vượt cấm vượt những chỗ cua không, đấy vạch liền đây là cấm vượt. Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí. Đây rồi chùa ấy, đây rồi chùa chùa thiền viện ngay đây. Mình lên thiền viện nhỉ? Vâng, lên thiền viện. Đây ngay đây rồi, một bước nữa là nếu mà kể cả đi bộ thì ngay đây rồi. Rồi, thông rồi. Đây rồi, cổng, cổng số 1 đây rồi. Cổng số 1 đây là không để xe vào đâu. Cổng này chắc chỉ mở những ngày lễ lớn hay ngày chính. Chắc người ta vào lên Yên Tử nhiều hơn là vào 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 thiền viện. Em nghĩ cảnh tắc người em ngoài lắm. Ô, cả năm em đi qua đây nhiều mà cũng không biết đây thiền viện, không để ý. Tắc ở đoạn kia rồi. Đâu, mình đã vào thiền viện đây rồi, không sợ. Vào thiền viện đấy, họ toàn đi đi đấy này, đi thẳng ấy, mình vào thiền viện rồi. Thì đấy đang sợ tắc ở chỗ đoạn Yên Tử ấy anh. Mình cứ vào đây xong cả họ xuống bớt. Đấy, ít người vào thiền viện này mà. À, năm nay nối xe hai bánh nhìn này. À đây cái thị kia kìa chị kìa, cái đa ông kia, chính là cái kia kìa. Đấy. Ở sau cái nhà này đúng không? Vâng, sau nhà luôn này. Đấy, chạy để vắng này, người ta đi Yên Tử nhỉ. Leo gì đâu.
rồi, đến đây. Anh để xe ở đâu? Em để xe ở đây thôi. Em đi vệ sinh.